Đã nhiều tuần trôi qua, các vụ giết người không rõ nguyên nhân vẫn đang xảy ra. Cảnh sát hầu như không có bất cứ manh mối nào về hung thủ. Một nạn nhân nhỏ tuổi may mắn sống sót đã dũng cảm kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện này. Cháu đã gặp ác mộng và thức dậy lúc nửa đêm, cậu bé nói. Cháu thấy các cửa sổ đã được mở, mặc dù cháu nhớ chính cháu đã đóng nó trước khi đi ngủ. Cháu đứng dậy và đóng nó lại. Sau đó cháu đọc sách để cố buồn ngủ. Đó là khi cháu có một cảm giác kỳ lạ, giống như có ai đó đang nhìn mình. Cháu nhìn lên và gần như nhảy ra khỏi giường. Ở đó, trong ánh sáng yếu ớt từ màn cửa sổ, là một cặp mắt. Nó không giống một đôi mắt bình thường. Nó hoàn toàn tối đen và nhìn rất đáng sợ. Thậm chí, nó cũng không có lòng trắng. Và chỉ đơn giản là rất đáng sợ. Sau đó, cháu nhìn thấy miệng của nó dài khủng khiếp. Nó nở nụ cười làm cho cháu nổi gai ốc. Ông ấy cứ đứng đó nhìn cháu. Rất lâu sau, ông ấy mới nói nhỏ một câu. Cháu không hiểu ý ông ấy nói gì, cháu nghĩ ông ấy bị điên. Sự thật thì đêm ấy còn nhiều điều để nói. Cậu bé Henry đã đụng độ một người đàn ông kỳ lạ. Ông ấy thì thầm, hãy ngủ đi. Làm cậu bé hét toáng lên vì sợ hãi. Ông ấy lấy ra một con dao, dí vào tim cậu bé mà đâm tới. Hắn nhảy lên giường của Henry. Cậu bé thì vẫn vừa la hét, vừa chống trả tới tấp. Tên sát nhân vẫn không buông tha cho cậu, cho đến khi ông Wenger, bố cậu bé lao vào, hắn mới chuyển mục tiêu sang ông. Hắn dí dao vào cổ ông, và nếu không có sự can thiệp kịp thời của cảnh sát, hẳn hắn đã giết ông Wenger rồi. Một người hàng xóm đã nhanh trí gọi cho cảnh sát khi nghe thấy tiếng Henry la thất thanh. Xe cảnh sát đến rất nhanh, đậu sát bên cửa sổ, chắn mất đường thoát thân của ông ta. Ông ấy quay lại, bỏ chạy khỏi phòng. Cháu nghe thấy tiếng ly tách vỡ và thấy bóng ông ta biến mất dần. Cháu sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đen tối ấy và nụ cười như kẻ tâm thần ấy nữa. Có lẽ nó sẽ ám ảnh cháu mãi mãi, Henry tâm sự. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm người đàn ông này. Và nếu bạn trông thấy bất kỳ ai giống với những miêu tả trên, hãy báo cho đồn công an gần nhất. Jeff đã cùng gia đình chuyển tới nơi ở mới. Cha của anh được thăng chức và họ nghĩ rằng nên chuyển tới nơi thích hợp hơn. Jeff và anh trai Lưu không có gì để phàn nàn. Nơi này tốt hơn nơi ở cũ nhiều, sẽ có gì chờ đón họ. Sau đó, có một cô hàng xóm xinh đẹp đang bước tới gần họ. Xin chào, tôi là Barbara, tôi sống ở gần đây. Tôi đến để chào mọi người, và đây là con trai tôi. Cô ấy quay lại và gọi con trai của mình. Billy, đây là những người hàng xóm mới của chúng ta. Billy nói xin chào và chạy về sân chơi của mình. À, mẹ của Jeff nói, tôi là Margaret và đây là chồng tôi, Peter, và hai người con trai, Jeff và Lou. Mỗi người tự giới thiệu và sau đó Barbara đã mời họ đến sinh nhật của con trai cô. Jeff và Lou có vẻ không hứng thú. Bà Margaret thì bảo rằng cô hàng xóm rất thú vị và gia đình bà sẽ tham dự buổi tiệc. Khi Jeff và gia đình dọn dẹp xong hành lý, thì Jeff đi lên phòng với mẹ mình. Mẹ, tại sao bọn con cũng phải đến buổi tiệc vậy? Bọn con đâu phải là những đứa trẻ đâu. Jeff, chúng ta chỉ tạm thời ở đây thôi. Con nên biết rằng chúng ta muốn dành thời gian với hàng xóm nhiều hơn. Bây giờ, chúng ta sẽ qua bên đó. Câu chuyện kết thúc. Ok. Jeff bắt đầu làm nhảm, nhưng anh nhanh chóng im lặng. Jeff biết rằng khi mẹ đã quyết thì không ai có thể ngăn cản. Anh trở về phòng và ngồi phịch xuống giường, ngồi đó và nhìn lên trần nhà. Và đột nhiên hắn có một cảm giác kỳ lạ, một cơn đau nhẹ, nhưng cảm giác rất khác. Hắn cho rằng đó chỉ là một cơn đau đầu mà thôi. Jeff nghe thấy tiếng mẹ gọi anh ta xuống để lấy vali của mình. Ngày hôm sau, Jeff bước xuống cầu thang để ăn sáng và chuẩn bị đến trường. Khi anh đang ăn, một lần nữa cơn đau đó ập tới. Lần này là dữ dội hơn, nhưng Jeff không quan tâm nhiều đến nó. Anh và Lee ăn xong, họ đi tới bến xe buýt. Họ ngồi ở đó chờ xe buýt. Và sau đó, một sự bất ngờ, một đứa trẻ trượt ván nhảy qua trước mặt họ, chỉ cách mặt họ khoảng 1 inch. Cả hai đều ngạc nhiên. Có vẻ nó chỉ mới 12, 13 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean màu xanh trà. Có vẻ như mình đã có con mồi mới rồi. Đột nhiên, hai đứa trẻ khác xuất hiện.
Một đứa thì siêu gầy, đứa còn lại thì béo ú. Vâng, em muốn lại chào hỏi anh. Đằng kia là Keith. Jeff và Lưu nhìn qua đứa trẻ gầy, nó có một khuôn mặt khắc khổ. Và Troy, họ nhìn qua đứa trẻ béo, cậu bé đó như là một trái banh di động vậy. Nó giống như là đang lăn hơn là đang đi. Jeff nghĩ thế. Và em là Randy. Bây giờ, tất cả trẻ em xung quanh khu vực này đều phải nộp phí khi mà muốn đi xe buýt. Và hai ông anh cũng thế. Lưu đứng lên, sẵn sàng để đấm vào mặt thằng nhóc hỗn xược. Trong khi Keith thì rút ra một con dao bấm. Tôi đã hy vọng là các bạn sẽ hợp tác. Nhưng có vẻ như chúng ta sẽ phải làm điều này thêm một cách khó khăn rồi. Cậu bé đi lên và lấy ví trong túi Lưu ra. Bất chợt, Jeff có cảm giác đó một lần nữa. Bây giờ nó đã thực sự mạnh mẽ, một cảm giác bỏng rát. Anh đứng dậy, nhưng Lưu ra hiệu anh phải ngồi xuống. Jeff lờ đi và vẫn tiến đến đứa trẻ. Nghe đây bọn danh con, trả lại ví cho anh tao hoặc là ăn đòn. Randy nhét chiếc ví vào trong túi mình và lấy ra con dao khác. Ồ, vậy nhóc sẽ làm gì? Vừa dứt lời, Jeff tung ra một cú đấm. Randy tóe máu mũi. Jeff nắm lấy cổ tay của đứa trẻ và bẻ gãy nó. Randy gào lên và Jeff nắm lấy con dao từ tay. Troy và Keith lao lên, nhưng Jeff đã quá nhanh. Hắn ném Randy xuống đất. Keith rút dao ra và đâm tới, nhưng Jeff cúi xuống và đâm vào cánh tay hắn ta. Keith buông tay ra làm rơi con dao xuống đất, miệng thì la lên vì đau đớn. Cho lúc này đã ra đằng sau, nó rút ra con dao mới vừa đâm tới, nhưng Jeff đã thậm chí không cần con dao. Hắn đấm thẳng vào bụng Troy và làm cậu ta bật ra xa. Jeff tỏ ra quá mạnh so với tất cả, mặc dù chỉ hơn bọn nhóc 1 đến 2 tuổi. Lưu đứng nhìn kinh ngạc, như anh ta không thể can ngăn được Jeff. Jeff, chuyện gì xảy ra vậy? Lưu nói. Họ nhìn thấy xe buýt chạy tới và họ biết mình sẽ bị đổ lỗi cho toàn bộ việc này. Vì vậy, chúng bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Khi chạy, chúng quay lại nhìn và thấy tài xế xe buýt đang vội vã đưa lũ trẻ tới bệnh viện. Jeff và Lưu tới trường. Chúng không dám nói với ai về những gì đã xảy ra. Tất cả những gì chúng làm là ngồi và lắng nghe. Lưu chỉ nghĩ là Jeff đã đánh một đứa trẻ. Nhưng Jeff biết nó còn nhiều hơn thế nữa. Đó là một thứ gì đó đáng sợ. Khi hắn có cảm giác đó, hắn cảm thấy rất mạnh mẽ. Cậu không biết là nó từ đâu tới, nhưng cậu cảm thấy vui vì có nó. Jeff bắt đầu khác lạ đi. Cậu tránh xa mọi người. Thậm chí khi cậu đi bộ về nhà, cậu không đi bằng xe buýt nữa. Và Jeff cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Khi Jeff trở về nhà, cha mẹ cậu hỏi ngày hôm nay như thế nào. Và cậu nói bằng một giọng hơi đáng ngại. Đó là một ngày tuyệt vời. Sáng hôm sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu bước xuống và thấy hai cảnh sát đang đứng trước nhà mình. Mẹ thì nhìn lại cậu với một cái nhìn giận dữ. Jeff, các cán bộ này nói với mẹ rằng con đã tấn công 3 đứa trẻ và rằng họ đã bị đâm. Họ đã bị đâm đó. Con đã làm gì thế? Mẹ ơi, chúng nó mới là người đã đâm con và anh Lưu. Một viên cảnh sát lên tiếng. Chúng tôi đã tìm thấy 3 đứa trẻ, 2 đứa bị đâm và 1 đứa có vết bầm trên bụng. Và có nhân chứng chứng minh rằng cậu đã chạy trốn khỏi hiện trường. Bây giờ, cậu có điều gì để nói không? Jeff biết điều đó là không đúng. Cậu và Lưu đã bị tấn công, nhưng sau đó không có gì chứng minh đó là sự thật cả. Họ không thể nói rằng họ đã chạy trốn bởi vì họ sợ. Vì vậy, Jeff đã không thể bảo vệ mình và Lưu. Jeff, lên gọi anh trai của cậu xuống đây. Jeff không thể làm điều đó vì cậu là người đã đánh tất cả những đứa trẻ. Thưa ông, đó là tôi. Tôi là người đã tấn công lũ trẻ. Lưu đã cố gắng giữ tôi lại, nhưng anh ấy đã không thể ngăn cản tôi. Cảnh sát nhìn Jeff và cả hai đều gật đầu. Chờ đã. Lưu từ trên cầu thang lên tiếng. Tất cả đều nhìn lên và thấy anh ta cầm một con dao. Các sĩ quan rút súng ra và bắt lấy Lưu. Đó là tôi. Tôi đã đâm chúng. Có các bằng chứng để chứng minh điều đó. Anh ấy nâng tay áo lên để lộ ra những vết cắt và vết bầm tím. Như thể anh ấy vừa đánh nhau. Được rồi cậu bé, hãy đặt con dao xuống. Sĩ quan trả lời. Lưu nâng con dao lên và thả ra làm nó rơi xuống đất. Anh ta đặt tay ra sau đầu và đi về phía cảnh sát.
Không phải Lưu, đó là tôi. Tôi đã làm nó. Jeff khóc và kêu gào. Đừng mà, ông anh ngốc nghếch. Anh ấy chỉ đang cố gắng để bảo vệ cho những gì mà tôi đã làm mà thôi, Jeff nói, trong khi cảnh sát đã dẫn Lưu ra chiếc xe tuần tra. Lưu, hãy nói cho họ biết đó là em. Nói với họ, em là người đánh đập những đứa trẻ. Mẹ của Jeff đặt tay lên vai cậu. Jeff, đừng nói dối nữa. Chúng ta biết đó là Lưu rồi. Con có thể dừng lại. Jeff bất lực nhìn theo chiếc xe chạy đi. Một vài phút sau, cha của Jeff về đến nhà và vẫn chưa biết điều gì. Bà Margaret thì đang quỳ bên bệ cửa, còn Jeff thì đứng trầm ngâm. Con trai, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Ông hỏi. Jeff không trả lời. Hắn đang cực kỳ rối. Bà Margaret tiến lại và kể tất cả. Một giờ sau, khi cả cha và mẹ hắn đang cực sốc và ngồi trong phòng khách, Jeff không thể tin, hắn không thể chịu được mọi việc, rằng mọi người nghĩ về Lưu xấu xa như vậy, trong khi người gây tội lại chính là mình. Jeff bỏ lên phòng, hắn cố để ngủ, cố thoát ra khỏi nỗi ám ảnh tội lỗi. Hai ngày trôi qua, không có tin tức gì về Lưu cả. Jeff thì vẫn nằm đó, chỉ có mặc cảm tội đồ làm bạn với hắn. Đó là cho đến thứ bảy, khi mẹ nói với Jeff bằng vẻ mặt rất vui. Jeff, tỉnh dậy nào, ngày này tới rồi. Jeff cố nhớ hôm nay là ngày gì, cậu không thể nào nghĩ ra. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Billy, có nhớ thằng bé không? Đó là hàng xóm nhà mình đấy. Bà Margaret nói thêm. Mẹ, tại sao con lại phải đến một bữa tiệc toàn trẻ con cơ chứ? Jeff, những ngày vừa qua thật là tồi tệ, và con cần một chút vui tươi để thay đổi không khí. Không cãi nữa, mặc quần áo vào và đi cùng bố mẹ qua nhà Barbara. Jeff uể oải ngồi dậy. Hắn không mong đợi điều này. Và khi thay đồ xong, Jeff bước xuống cầu thang, thấy ba mẹ đã chuẩn bị xong để đi. Họ mặc đồ rất đẹp, cứ như là đến một buổi tiệc hoàng gia vậy. Thật là nực cười. Cậu nghĩ, bộ đồ đó chẳng phù hợp với đám trẻ tí nào. Jeff, lấy bộ nào đàng hoàng hơn đi. Mẹ, mấy bộ đồ đó giống như đồ hề vậy, con không mặc nó đâu. Đây là cách duy nhất để gây ấn tượng, không nói nhiều, mặc ngay bộ khác vào. Và cũng như mọi lần, Jeff không thể thay đổi được ý kiến của mẹ. Cậu tiến tới tủ và tìm một bộ đồ nào ít quái dị nhất. Những chiếc áo sơ mi màu loang lổ sặc sỡ. Cuối cùng, cậu tìm thấy một chiếc màu trắng. Nhanh nào Jeff, chúng ta sẽ trễ mất. Cả gia đình Jeff băng qua đường để đến nhà Barbara. Barbara đã đợi sẵn trong nhà cùng với các vị khách khác. Và họ cũng ăn mặc như cha mẹ Jeff. Không thể lũ trẻ đâu, chúng đang chơi ở ngoài sân. Jeff, em ra chơi với bọn trẻ đi. Barbara đã bảo vậy, thì cậu đành phải đi thôi. Cậu tiến về phía vườn. Bọn trẻ đang mặc đồ cao bồi và chơi trò bắn súng. Tất nhiên chỉ là súng nhựa. Lúc đầu, Jeff tỏ ra không mấy thích thú. Nhưng nhanh chóng, cậu nhập cuộc với bọn trẻ. Đã rất lâu rồi, cậu mới được chơi vui như thế này. Và cậu bắt đầu nghĩ tới Lưu. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng ồn kỳ lạ. Sau đó, một hòn đá bay vào mặt Jeff. Randy, Troy và Keith nhảy qua hàng rào và tiến vào. Chúng đi bằng ván trượt. Jeff để khẩu súng giả qua một bên và bảo bọn trẻ đứng đằng sau mình, trong khi Randy nhìn cậu với ánh mắt hận thù. Xin chào Jeff, Randy lên tiếng. Bọn tao và mày vẫn còn chuyện phải giải quyết đấy. Jeff nhìn thấy mũi của mình đang bị chảy máu. Tốt thôi, giữa tao với mày vẫn còn một số chuyện, và vì thế anh trai tao đã bị tạm giam. Ánh mắt Randy đầy sự giận dữ. Ồ đúng vậy, lần đó bọn tao đã thua. Nhưng giờ đây, bọn tao đến đây để giành chiến thắng. Và bọn tao sẽ đập nát cái mặt chó của mày. Randy lao về phía Jeff, hắn nắm lấy vai Jeff, trong khi Jeff liên tục tung những cú đấm vào mặt. Nó húc đầu vào ngực Jeff. Jeff xô Randy ra, và cũng vừa lúc đó, người lớn trong nhà chạy tới. Troy và Keith cũng rút súng ra. Chúng nó chưa đủ tuổi để sở hữu súng, có lẽ chúng đã ăn cắp nó. Tất cả đứng im, không thì sẽ có đứa bị bắn. Randy vừa nói, vừa lấy ra một con dao và đâm vào vai Jeff. Jeff quỵ xuống và rên la vì đau đớn. Randy bắt đầu đá vào mặt. Sau ba cú đá, Jeff nắm được chân nó và xoay tròn. Randy ngã xuống đất. Jeff đứng dậy và bước về phía sau cửa. Cho nắm lấy cậu. Chúng không muốn Jeff bỏ chạy. Khuôn mặt Jeff bỗng trở nên sắc lạnh. Mày muốn gì?
Jeff nắm lấy Troy, nâng bổng lên bằng một tay và ném qua hàng rào. Randy lúc này đã bò dậy và liên tục đá vào bụng Jeff, làm cậu ngã quỵ. Randy nắm lấy Jeff và ném vào nhà, xô bể cửa kính và lăn thẳng xuống bếp. Nó bắt lấy chai whisky đang để trên bàn, lao vào và đập lên đầu Jeff và ném lại Jeff vào phòng khách. Thôi nào Jeff, nhìn tao này. Jeff liếc nhìn lên, khuôn mặt của cậu đầy máu. Tao là một trong những người làm anh trai của mày bị bắt. Và bây giờ mày chỉ muốn ngồi ở đây và để cho anh mày chết ở trong đó à? Mày phải cảm thấy xấu hổ đi chứ. Đứng lên và chiến đấu đi Jeff. Cuối cùng, Jeff cũng đứng lên. Khuôn mặt của cậu bây giờ toàn là máu và vodka. Và một lần nữa, cậu cảm nhận được cảm giác lạ mà đã lâu rồi cậu không cảm thấy nó. Tốt lắm Jeff, Randy nói. Cảm giác đó lại bùng phát. Nó giống với lần mà suýt tí nữa Jeff đã giết chết bọn nó. Khi cảm giác đó đến, một cái gì đó bên trong Jeff đã trỗi dậy. Tinh thần của cậu bị phá hủy, lý trí đã biến mất. Và tất cả những gì Jeff có thể nghĩ tới là giết. Hắn chụp lấy Randy và đóng lên đầu như là đang đóng một cây cọc xuống đất, rồi nâng nó lên và đấm thẳng vào tim. Randy cảm thấy tức ngực. Randy chỉ còn thở hổn hển. Jeff lại lôi nó ra và đập như nện búa vào mặt. Máu tuôn ra từ cơ thể của Randy cho đến khi tim nó vỡ toạc ra và chết. Mọi người đang nhìn Jeff, các bậc cha mẹ, những đứa trẻ thì khóc giống lên. Thậm chí Troy và Keith cũng vậy. Mặc dù tay chúng vẫn đang chỉ súng vào Jeff, Jeff nhìn thấy những khẩu súng của gia đình Barbara được cất dưới cầu thang. Hắn chạy từ đó, Troy và Keith bắn ra xối xả. Tuy nhiên, Jeff đã biến mất. Jeff đã chạy lên tầng trên, Troy và Keith đang ở tầng dưới ở cầu thang, vừa tiến lên vừa nã đạn. Khi chúng bắn ra viên đạn cuối cùng, thì Jeff đang núp trong phòng tắm. Cậu lấy khăn tắm để băng vết thương trên đầu. Troy và Keith quăng súng đi, chúng lấy dao ra. Troy vung con dao của mình về phía Keith. Những người lớn đã bí mật đi sau và đã dùng khăn trùm vào đầu Troy. Troy đã bị khống chế và bây giờ chỉ còn Keith. Nó nhanh hơn Troy, nó thả con dao xuống và bóp cổ Jeff. Nó xô Jeff vào tường, đèn dầu ngã xuống từ trên bàn thờ và cả hai đứa bắt đầu bị cháy. Ngay lập tức, Jeff cởi bỏ khăn và dùng nó để dập đám cháy trên người Keith, để mặc vết thương trên đầu mình. Và cậu lại nở ra một nụ cười. Jeff, có gì vui mà mày cười? Keith hỏi và lấy ra bật lửa. Trên đầu Jeff đầy vodka và dầu. Nó ném bật lửa về phía Jeff. Jeff bắt lửa như một cây đuốc sống. Cậu la lên vì đau đớn, cố gắng xông ra và ngã xuống cầu thang. Mọi người bắt đầu la hét khi nhìn thấy Jeff. Jeff bây giờ phủ kín bởi lửa và ngã quỵ xuống đất. Cậu sắp chết. Điều cuối cùng Jeff nhìn thấy là cha mẹ cậu và mọi người đang cố gắng để dập tắt ngọn lửa. Jeff tỉnh lại với màn đêm xung quanh. Cậu nhận ra rằng mặt mình đang bị băng kín. Cậu không thể thấy gì, nhưng cảm nhận được những vết thương khắp cơ thể đã được may kín. Cậu cố gắng đứng dậy, gỡ bỏ các ống truyền và cố lê đi. Một y tá chạy vào hốt hoảng. Cô không nghĩ rằng cháu đã đi được đâu, cô nói khi đưa cậu trở lại giường và cắm lại các ống. Jeff ngồi đó, không nhìn thấy gì, không có nhận thức về những gì xung quanh. Cuối cùng, sau giờ làm, cậu nghe tiếng mẹ của mình. Con yêu, không sao chứ? Bà hỏi. Jeff không thể trả lời. Khuôn mặt của cậu bị băng kín và cậu không thể nói. À, mẹ có tin rất tuyệt vời đây. Sau khi tất cả những nhân chứng nói với cảnh sát rằng Randy đã thú nhận mình là người đã gây hấn, thì cảnh sát đã thả Lưu ra. Anh con sẽ được thả vào ngày mai và sau đó hai con sẽ lại được ở bên nhau. Bà Margaret ôm ấp và vuốt ve Jeff, nói lời tạm biệt. Trong vài tuần sau đó thì Jeff đã phải ở trong bệnh viện. Đến ngày băng mặt của cậu được gỡ bỏ, cả gia đình Jeff đều có mặt ở đó để xem cậu sẽ trông như thế nào. Khi các bác sĩ lấy bao băng trên khắp cơ thể Jeff, họ chờ đợi cho đến khi lớp băng cuối cùng trên khuôn mặt Jeff được gỡ xuống. Hãy hy vọng cho điều tốt nhất, bác sĩ nói. Ông nhanh chóng kéo tấm vải để lộ ra khuôn mặt của Jeff. Bà Margaret hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Jeff. Ông Bush và Lưu thì kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu. Sao thế mọi người? Điều gì đã xảy ra với khuôn mặt của tôi sao? Jeff nói. Cậu vội vã rời khỏi giường và chạy vào phòng tắm. Nhìn vào gương và thấy nguyên nhân gây ra sự sợ hãi. Khuôn mặt của Jeff.
nó khủng khiếp. Miệng cậu rộng và sâu ra và đỏ như máu vì bị đốt. Khuôn mặt đã biến thành một màu trắng hoàn toàn và mái tóc thì bết lại thành một dải màu nâu hoặc đen. Jeff từ từ đưa tay lên khuôn mặt của mình. Cậu có thể cảm nhận được nó. Cậu quay lại nhìn gia đình và sau đó nhìn lại vào gương. Jeff, Lưu nói, nó không phải là một điều gì quá xấu. Không phải là xấu, Jeff hét lên. Đúng rồi, đó là hoàn hảo. Cả nhà kinh ngạc trước câu nói của Jeff. Jeff bắt đầu cười, mắt trái và tay thì lên cơn co giật. Jeff, con không sao chứ? Không sao, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhìn tôi đi, khuôn mặt này là hoàn hảo đối với tôi. Jeff không thể ngừng cười, hắn vuốt ve khuôn mặt của mình, nhìn vào nó trong gương. Điều gì đã gây ra điều này? Vâng, các bạn có thể nhớ lại rằng khi Jeff chiến đấu với Randy, một cái gì đó trong tâm trí của Jeff đã làm hắn mất đi sự tỉnh táo, nó đã gãy vụn. Và bây giờ, hắn chỉ còn là một cỗ máy giết người điên cuồng mà thôi. Nhưng cha mẹ hắn thì vẫn chưa biết được điều đó. Jeff vẫn nhìn vào gương, miệng hắn nở nụ cười điên dại. Hoàn hảo. Bà Margaret tiến lại và đỡ Jeff quay lại giường. Bà lấy đồ ra và thay cho Jeff. Đó chính là bộ đồ mà Jeff đã mặc khi đánh nhau. Chỉ khác là nó đã được khâu và vết máu đã được giặt sạch. Mẹ đưa Jeff về phòng và mặc quần áo cho hắn. Sau đó họ rời đi, không biết rằng đây là ngày cuối cùng của cuộc đời họ. Đêm đó, bà Margaret bị đánh thức bởi một âm thanh từ phòng tắm. Nghe như có ai đang khóc. Bà từ từ tiến tới phòng tắm để xem nó là gì. Và khi bà nhìn vào phòng tắm, bà nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Jeff đã lấy ra một con dao và khắc một nụ cười vào má của mình. Jeff, con đã làm gì thế này? Jeff nhìn về phía mẹ mình. Tôi không thể tiếp tục mỉm cười nữa mẹ à. Miệng của tôi đã bị thương, nhưng mà bây giờ thì tôi đã có thể mỉm cười mãi mãi rồi. Mẹ của Jeff nhận thấy đôi mắt của con trai mình đã biến thành một màu đen. Jeff, mắt của con. Đôi mắt của Jeff tròn xoe, đen ngòm và đầy ma quái. Đôi mắt ấy dường như không bao giờ chớp. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi và đôi mắt của tôi bắt đầu khép lại vì buồn ngủ. Vậy nên tôi đã cắt mí mắt để mãi mãi có thể nhìn thấy bản thân mình, khuôn mặt mới của tôi. Mẹ của Jeff bắt đầu lùi lại. Bà nhận ra con mình đã bị điên. Mẹ sao vậy? Mẹ không thấy tôi đẹp sao? Jeff giận dữ rít lên. Có, con trai, con rất đẹp. Bà vừa nói, vừa run lên lẩy bẩy. Bà chạy vào phòng và lay chồng mình dậy. Bà đứng lên và lục tìm khẩu súng trong ngăn kéo. Bỗng bà ngừng lại khi nhận ra Jeff đang đứng ở cửa, tay cầm một con dao. Mẹ đã nói dối. Đó là điều cuối cùng họ nghe được. Jeff đã giết họ với con dao ở trên tay, cả hai người họ. Lưu mới thức dậy, anh bị giật mình bởi tiếng ồn. Tuy nhiên, anh vẫn nằm ở đó để nghe ngóng, và tất nhiên là không nghe thấy bất cứ điều gì khác. Vì vậy, anh nhắm mắt và cố gắng ngủ trở lại. Và khi đã lim dim, Lưu có cảm giác rằng có ai đó đang nhìn mình. Anh mở mắt ra và nhìn lên. Trước khi tay Jeff túm lấy miệng, hắn từ từ nâng con dao lên và nở nụ cười khoái trá. Lưu bị đè bẹp ở đây, cố gắng vùng vẫy, cố gắng để thoát khỏi người Jeff. Shhh, Jeff thì thầm. Hãy ngủ đi. Anh đã giật mình khi nhìn thấy Jeff, hoặc cảm thấy kinh tởm khi thấy khuôn mặt hắn. Hãy cẩn thận, vì có thể tối nay hắn sẽ đến tìm bạn. Hắn ghét những kẻ sợ khuôn mặt của hắn. Và... Shhh, hãy đi ngủ đi.